diệu cùng mẹ luôn chưa đổi chờ. Đại từ mà vô cực chớ bây giờ chờ trong. Thương con giải mắt dòng lao lý lực, thiên đình đã ký sổ rồi thì đừng tính nữa con ơi. Tới đây con phải nổi trôi như bèo, thiền bà mẹ bơi chèo xuống thế, mắt âm thầm rồi đổ lệ tuôn rơi. Có nào ai dám nói chơi, thơ đồng mẹ cấp xuống chứ khuyên đời giùm cho. Con đừng sợ nay nó mai đôi, lệnh của trời đã gọi đông tây. Chết thôi chật đất chưa cả bày lật lên, toàn thấy thú dày đậu thay. Con của mẹ ngày nay đâu mất, nếu chánh tâm bị thật chưa bị nguyền, xuống trần mê mệt cuồng điên hay là tu tịnh về tiên sau cùng. Còn ít lắm anh hùng không có, quả dơ diều kim ó sớt rồi thấy chưa đau khổ con ơi. Nếu thương đức mẹ răng phản hồi thiên cung, mây sắp kéo chập trùng bao phủ, ở trần hưởng lũ lê. Bỏ quên thương cánh không về, bỏ quên bà mẹ chớ bên lề chờ trông. Nói cho con bông hồng gần trò, nhắc nhở con giác ngộ trễ rồi, nhưng còn một chút con ơi. Mẹ già mà che chở ôi thôi chưa rõ ràng, quỳ thiêu hết cả toàn tất cả. Rừng cỏ cây cũng đã cháy liền, biển kia chất độc liên miên. Đây rồi mà đẫm máu chứ không hiền nghe con. Bước xuống chết nhưng còn cũng chết, sống mỏi mòn la lết lết là tại con cãi mẹ cãi cha. Khắp trong mà hoàng vũ chứ một nhà mà thôi. Không nhìn thấy xét soi cho kỳ, mẹ đệ từ quan hỷ nhiều rồi, nhưng giờ con phải nổi trôi. Từ đây thú dữ sẽ rồi không tha. Mẹ biên quá vậy mà muốn thở, dùng phép màu che chở con mình. Tại con cãi lực tiên đình, bây giờ phải chịu mà rinh chưa quỷ dời. Tây dương mẫu tuyệt vời đẹp lắm, chốn động đào mẹ cẩm trăm quan. Có quê lê lũ vậy mà con về, cảnh ấy là nhà con nương, chốn tây phương là đường giải thoát. Mẹ chờ con đau xót bao lâu, kỳ này mẹ ráng vô tô thì cha quở phạt rồi mẹ đâu dám gần. Đức kim mẫu hạ trần nhắc nhở, lén bơi thuyền
đặng chở chứ con về. Nếu kỳ này quá lê thế thì là con chết, chứ làm mê nói trần. Từ đây chết lần lần hao hết, tiêu diệt rồi cái chết không lường. Đắng mà trời lập trung ương, thay trời đổi đất nhà dưỡng lập đời. Con phải biết mẹ dời cung điện, cởi chim loan sức hiện xuống trần. Lìa xa nơi chốn cung tầng, tiếng đờn mà reo rít chứ theo gần bên tai. Có tiếng nữ hầu ngay tức khắc, nhưng gan bào ruột thắt chưa não sầu. Thương trần gian để nơi đâu, rồi đây phải chết chứ xả ngầu lộn quanh. Nếu thương mẹ biết nhanh chu đáo, lo tự đi thành đạo chứ làm người. Sau này mẹ kiếm phước dư đem con về đến không hư chứ hiện lành. Đức Diệu cũng cam đành lặng lẽ. Con ơi con, bà mẹ khổ sầu đây rồi, thay đổi chứ địa cầu. Mẹ dùng mà phép ba lã tóm mà thâu yêu tà đây chết hết cả nhà. Lan khóc lớp làm ăn cực nhọc phơi thầy, nhớ thương buôn biển bao giây cùng là năm bắc chưa đầy thiêu thiêu. Giao cho thầy đò chịu rước đạo, giao cho người để giáo trong trăng. Chúng con dùng lẽ cọc cần, tham lam chỉ số rồi hằng trong trong. Không có tội một lòng một chi, làm sao về vị trí thần tiên. Con ơi Phật mẫu rất hiền, quá ra dạng vật bình yên. Con nhờ vậy mà chớ tôn thờ bà mẹ, chúng con lo san sẻ yêu thương. Tính rằng chắc lẽ ở xa trăm ngàn muôn kiếp, chưa vậy mà bình an. Không có ngờ trần gian bị sập, đức thượng lai kết thúc đã rồi. Ký nguyện sổ sách con ơi, thấy mà ghê sợ, chắc còn trôi chứ ra ngoài vô năm bảy lầu đài cũng mất. Chuyện gió giông mà tất đất cũng tan. Nếu con biết được cơ hàng đại từ vô cực chứ thằng phán xuống miền, thì cố gắng bình yên học đạo. Có thơ đồng đi dạo khắp nơi, từ khi con đã tách rời tay cũng mẹ dặn chớ đôi lời. Như sao xuống trần thế lao đao lận đận, đau cù kia lập trận bao dài. Nó biến cho thấy chưa lầu đài vàng muôn mà bạc lượng, chứ trong ngoài trói thân. Nó tô đắp tấm thân rất đẹp, hãy cho con đã dẹp thiên nhiên. Từ khi xa vắng mẹ hiền tây cung, mẹ dặn xuống miền như như
Tại vì con mê hư đá hoài. Tại vì con đã hại con rồi. Đây là bà mẹ cao ngôi kiền thiền vô cực mà đang ngồi được đâu. Bờ thiền nổi sông sâu bế ngàn, xuống trần đời khuyến dẫn chúng sanh. Con ngồi quyết chí làm lành, đây là Đức Mẹ Cảnh Thanh Lâm Phàm. Ra thơ vu con xem rồi biết, từ nỡ con đã giết con khờ. Bây giờ đừng có mộng mơ, mẹ hiền đang gỡ lá thơ tuyệt đời. Đừng chạy trốn khắp nơi con nha, trốn nơi đâu cũng sẽ tiêu tàn. Kỳ này khổ sở trần gian, do trên ngọc đế thượng hoàng ra tay. Vì con quá cuồng say tim nhiệm, hỏi làm sao mà kiểm được thần. Lòng quyền quá sáng gót chân con bay, mà lên cảnh Phật thần con đâu. Muốn chiếm được cánh thâu ngọc đế, muốn làm trời cốt ghế chư thượng hoàng, thì là con phải rã tan. Ngôi trời mà muốn chiếm cho đất vàng, cho muốn kề nhắc cho biết bút đề kinh sự. Nếu con ngoan gìn giữ cội nguồn, sau này nghe được tiếng chuông trở về gặp mẹ, cho chiều buồn thành vui. Tây phương đạo lý chẳng nếm mùi, mê ở trần đời phải đức vui. Trẻ khờ nên biết trong giây phút biến đổi đất trời thấy tối thui, đâu còn gì nữa gặp sáng trưng. Biến thể biến thân chẳng vui mừng, ngôi trời còn phá hoại gì nữa. Làm sao đạo pháp được tồn hưng, Đức Mẹ diêu cung lệ trăng dầm, Khổng Yên trần hạ giáng để thăm. Nghe con kêu reo ôi nức nở, mẹ có ở đâu cũng kiếm thầm. Thấy trẻ quặn đau lệ tuôn rơi, vô hình vô tướng hỡi con ơi. Chúng con tin tưởng ơi còn mãi, ngu muội rồi đi cãi mẹ trời. Thơ này mẹ gửi xuống trần gian, thở đồng đọc rõ con bước sang. Thiền từ Bát Nhã tay ta lấy, đưa trẻ hậu về chốn Tây Phương. Lẹ lẹ đi con, còn đứa nào cũng về vợ mẹ chớ để thôi. Diêu trì kiểm mẫu đang soạn lại, phục quốc an nhiên chốn Nam Trào. Tây cung lặng lặng ôi quá im, mẹ bảo cho con thấy nhiều điểm. Từ đây sắp tới trần gian khổ,
tội lỗi ngút trời, cứ dạy thêm. Mẹ ở nơi đâu con biết không? Ở cõi không trung hay mênh mông? Vì thương con dạy đâu an ổn, chim phụng cởi bay chẳng yên lòng. Nhìn thấy quan dân và chúng sanh cũng như mọi món kiến đấu dành, rồi rồi chết rủi đâu còn nữa. Sớm về rinh sẽ chỗ hôi tanh, chúng con bị đọa mới lâm phàm. Hiểu bước hay chưa, khổ phải cam. Tu về bạch ngọc cho an rành, không cực khổ thân chẳng có làm. Tại con không biết nên bị hư, tại con không hiểu để làm người. Chuyện qua xây lại ôi nhiều kiếp, đức mẹ giúp cho bóng lại từ. Mẹ lật càng khôn bay mất rồi, ở trong trái đất chiều đây thôi. Con nằm như rõ đang nhốt thú, có kêu có gọi cũng không rồi. Ê, làm người tốt hay là sao? Ý sang ý rộng ý sang giàu, nằm trong bão tố mà không biết. Mẹ sàng mẹ sải được nhiều bao, lọc lừa đầy tới khổ tâm thân. Chúng con hậu thế phải chịu gần, nếu ngoan còn kịp nên cải sửa. Mẹ mình cởi hỡi phượng hồng lông, thấy cho phụng mua với rồng bay long lân quy phụng chỉ cho một ngày. Bình yên thay đổi ôi không mất, chúng con hiền hậu được thiền quay. Sao mà ngu muội đến thế này, mê tiền mê bạc quên cái thấy. Thân là củi mục đâu có biết, mẹ thương cơ điện rất phạt rầy. Xúm lại rồi gần đống bẩn kia, giáng cơ chút chiếu mẹ quay về. Nhưng mà hồi tưởng còn nhớ lại, chắc rằng phải khổ giấc canh nợ khuya. Đời mặt đổi thay chúng không hay, phương Đông phương Bắc lại phương Tây. Do nguồn sinh lực thân bà mẹ, bà mẹ khổ đau mới quạt rầy. Mẹ lật địa cầu chẳng để đâu,
việc đi đám quỷ dư cho trong. Đừng cho sống sót ôi bề bộn, Tây phương cực lạc khó về chầu. Đêm đã về khuya mẹ bao cho, trung thu tháng tám để mà lo. Chúc mừng hoàng mẫu hạng trần thế điển lành, vô cực đã ban cho. Mẹ thấy xôn xao rất bùi ngùi, từ bi Phật mẫu chẳng có vui, con ơi đời đến nào hay biết. Thường thay phàm hạ có mắt đuôi, kiền thiền Phật mẫu dáng để thăm, gạn lọc từ đây khỏi sai lầm. Trời trên chiếu diệu đang soi rọi, thấy người cầm thú hỏi không tâm. Để nó làm chi sống chật nhà, cây nhà võ trụ chính của ta. Mẹ tạo sấm ra rồi bảo dưỡng, không ngờ đấm lị chốn mờ sáng. Phải chi con biết nên thờ phượng, thì sự giáng nguy chẳng tới mà. Lo mê vật chất đặng đua chen, sống thác cận kề bảo ngợi khen. Đùa bới chi nữa thêm ràng buộc, tay con thổi mất một cái đèn. Đèn trí trong tâm được sáng loàn, con lìa mê mũi nó phải xa. U tối cận kề theo ma quái, đừng quỳ đừng lại kính Phật bà. Trung thu tan tâm quá cận kề, đêm buồn giá ngọc lại tay trề. Trần gian kim ngưỡng đang sùng bay, Tây phương cực lạc mẹ nặng nề. Thấy trần vọng động lại chán chê, quên mất mẫu từ giả tay tê. Hình khuôn trước mặt ôi phỉ, chí tâm dạ khổ đau quá nặng nề. Nhắc lại ngày nay đúng trung thu, mẹ cởi chim non khắp mặt dù. Hạ trần giáng thế ôi đôi chút, để xem để rồi kiếm ngự tu. Lệ ngọc mẹ rơi sắp chảy dài, cha trời trừng trị khóc chưa trần ai. Làm sao
xin được ôi con trẻ kiếp kiếp màu đi bút mực ngài mẹ lén bây giờ đặng chở về sợ con bất hiếu kế đây nè gặp toàn tai nạn ôi tấp nập lớp chết ở nhà chết ngoài xe thương phụ định rồi khó mà phân con ơi sự thế đã kề gần lá thơ từ mẫu mang cho đó nếu con giác ngộ mẹ truy ân mẹ còn một phút đang chở che tử đi xuân đến gặp mùa hè năm tàn tháng lụng đâu còn nữa dặn dặn canh phiên mùi gió ve linh hồn của trẻ đang bị nhốt thế gian ắt tở tâm mạng thế bối bác thần tiên giới Phật trời bây giờ ngàn dặm khắp mọi nơi réo cha kêu Phật ôi khắp ba cả đau chân hả hỏng mối kêu trời vậy dùng nào được ở tù rồi thượng quan thử tội bớ con ơi mẹ đang che chở người hiền đức bụi cùng tu tịnh chẳng mê chơi còn có ít cũng được thôi mẹ đem về đến để cầu trời tây cung dương mẫu nơi cảnh ấy xa xa đẹp tuyệt vời hoa lá đua nhau nở bên lề chờ đợi con tu đặng rồi về hoa này linh tứ ơi con mẹ sống cảnh trần gian chẳng có mê bây giờ nguồn tinh đang bị đoạn chúng con hãy nhớ trọn một niềm canh tàn lắng lặng vào ban đêm dáng cờ ta bút để ghi thêm hó trần chút nữa trần đâu biết bị khóa chặt đi hỡi kém kìm làm sao sống được trong nguồn cuối cứ mãi miệt mài tội gây thêm con ơi tại chốn trước phương đài mẹ già mà rỡ lệ trần ai khốn cùng sợ con dạy không cùng đắm lụy chốn trần gian con bị chưa thù đài biết chừng nào được thở lại chắc rằng mà mất kiếp ngày nay không còn
Thôi con ráng nghe, con kiên nhẫn, mẹ vẫn còn mà hỡi chở che. Sưng đây rồi tới chưa mùa hè, mưa gào mà nắng thét, ai che cho mình sắp thay đổi ngôi đình rồi đó. Trời chuyển xây thay gió đổi mưa, con ơi trần hạ tá tưa, đừng trông đừng mộng sớm trưa làm gì. Mẹ là mẹ diêu trì kim mẫu, nói đi con nguyện thấu, chớ mấy từng liên đài bà mẹ rưng rưng. Mong con mà trở lại rồi tay bưng kim vàng. Phản bội hết họ hàng cũng mất, làm sao con không tật không nguyện cắt rằng rời bỏ cung tiên diêu cung. Bà mẹ triền miên khóc ròng, giờ thay đổi nỗi nồng quá xa. Trời thủ tiêu căng bạc sẽ tan, lốp chồn dư biển gian nan, lên rừng lửa cháy thành than cấp kỳ. Con quên mẹ diêu trì rồi đó, quá sanh ra cây cỏ đĩa cầu, đặng cho con hưởng đâu đâu. Nào là cây trái rồi âu của tài, lại không biết còn xài xa xỉ. Cho nên mòn thế kỷ này tiêu con ơi, không sớm thì chiều mất rồi, đâu có ít nhiều mẹ ban. Mẹ phí tan trần gian chết hết, lửa lại ai khỏi chết sao còn. Đặng mẹ đem đến về non, đó là một đứa một con hiền lành. Mẹ ra từ chúng sanh quay bước, cởi chim non bay ngược phản hồi. Bảy người tiên nữ đây thôi, trung thu tháng tám phản hồi xuống ở đây. Giờ thanh tịnh trở quay về cõi, nghe bên tai tiếng gọi xa xa, đó là đại lệnh của cha không cho gần gũi. Vậy mà chúng con vì sức mỏng hơi mòn khổ lắm, tài quá sanh mua sắm vật đồ, cho con đạo lý đắp tô để mà con hướng trầm trồ ngày nay. Mẹ sinh ra gái trai đầy đủ, phép của trời kết thủ răng tay âm dừng phối hợp. Bao ngày quá sanh dạng vật ngày nay con nhờ. Thôi từ giả con thơ quay bước, mẹ trở về chưa được hồi quy. Đây là đức mẹ diêu trì gỡ thơ thăm trẻ từng khi buổi cùng.